Trong những ngày đầu năm mới 2019 này, cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ, nhất là những người đang làm nghề nails, vô cùng sốc khi biết tin một người chủ tiệm nail gốc Việt ở Las Vegas là chị Ngọc Nguyễn, chủ tiệm Crystal Nail & Spa đã qua đời sau khi bị chính người khách hàng của mình lái xe tông chết. Truyền thông địa phương cho biết, người khách hàng là một người phụ nữ Mỹ trắng. Sau khi đưa thẻ credit card cho tiệm thanh toán $35 không được, thì đã ra xe định bỏ chạy. Và chị Ngọc Nguyễn chạy theo tìm cách giữ người này lại, nhưng đã xấu số bị chiếc xe này tông, kéo lê một đoạn và qua đời ngay sau đó. Chúng tôi hôm nay đã liên lạc được với người nhà của nạn nhân để có một buổi cầu truyền hình để phỏng vấn trực tiếp người nhà này cũng như để hiểu rõ hơn câu chuyện đau thương này. Vâng, thưa quý vị, lúc này đây chúng tôi đã nối máy được đến đầu cầu Las Vegas của tiểu bang Nevada, nơi có bà Mary Oanh Phạm là mẹ ruột của nạn nhân. Vâng, thưa bà, xin chào bà. Dạ vâng, thưa chào chú ạ. Vâng, thưa bà có thể cho biết là chuyện gì đã xảy ra với con gái bà? Dạ thưa, gia đình tôi sinh sống ở bên California. Dạ thưa, nhân ngày lễ đó, gia đình chúng tôi muốn là qua thăm cháu, rồi nhân tiện cùng vui vẻ với nhau trong ngày đầu năm cao đao. Nhưng mà bây giờ cái sự việc nó như vậy thì cái niềm vui nó không còn, mà nó thay bằng một cái nỗi buồn, nỗi mất mát, nỗi trống vắng. Nhưng trong niềm tin Công giáo thì chúng tôi vẫn tin rằng đó là sự quan trọng của Thiên Chúa và tất cả những gì đó là ý định của Thiên Chúa. Thì mặc dù buồn nhưng chúng tôi vẫn tin tưởng vào nơi tình thương của Thiên Chúa và vẫn dâng lời cầu nguyện. Rất là nhiều người thương yêu cháu mà, người ta tặng hoa, người ta cầu nguyện, dạ, người ta donate tất cả những cái tâm tình, những ân tình đó. Chúng tôi xin lòng tất cả và xin cảm ơn rất là nhiều những tấm lòng cao cả của tất cả mọi người thương yêu. Vâng, thưa bà có thể cho biết là chính xác cái sự việc đó nó xảy ra vào ngày và giờ nào hay không thưa bà? Dạ thưa, khoảng 4 giờ chiều của ngày 29 tháng 12 ạ. Dạ vâng, và lúc đó thì bà và các cháu đã có mặt ở tại Las Vegas để mà... Dạ vâng, thì... cái con cháu lớn của tôi thì nó chở tôi, hai đứa con của nó và một cousin của nó là con của cậu nó qua đây. Rồi nó trở về, tại vì nó có công việc làm thì nó phải trở về bên đó. Thì cho đến nó về thì chỉ có tôi và con út của Quỳnh Như đó, với lại mấy đứa cháu ở lại. Và đến khi mà sự cố xảy ra thì hai đứa con lớn của Quỳnh Như nó mới qua đây. Bây giờ hiện tại là gia đình chúng tôi, con rể của con gái tôi, hai đứa con rể mà bạn của con út của nó ở đầy đủ bên này hết ạ. Dạ vâng, bà có thể cho biết là khi sinh thời thì chị Ngọc là một người như thế nào không ạ? Dạ, sao ạ? Tôi chưa nghe rõ vâng. ạ. Bà có thể cho biết là khi sinh thời thì chị Ngọc là một người như thế nào không ạ? Dạ, thưa. Tôi xin nói hơi chi tiết một tí. Thì tôi bố nó là một sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và đã hy sinh vì Tổ quốc vào ngày 28 tháng 10 năm 1971. Khi đó thì Quỳnh Như mới có 5 tuổi và thằng em trai kế thì 2 tuổi và một đứa con còn đang mang trong bụng của tôi. Và cái thời thơ ấu
thì mẹ con tôi cùng bạn nhau rất vất vả. Lúc trước 75 thì còn có tiền cô nhi quả phụ, tiền quốc gia nghĩa tử. Nhưng mà sau khi 75 rồi thì chính bản thân tôi phải đi ra kiếm sống để nuôi các con tôi. Và thời gian đó thì cháu Quỳnh Như là chị lớn nhất, anh thực ra là cũng phải trách nhiệm nhiều, phải nghỉ học để phụ mẹ rồi lo cho hai em. Và thời gian sau thì có người bác giúp cho thằng em nó đi vượt biên được. Và từ đó thì thằng em vừa đi học vừa đi làm thì có ít tiền thì gửi về, thì tôi có lo cho con chị nó đi vượt biên vào năm 89. Thì nó đi vô, nó ở Palawan, Philippines đó. Thì ở đó nó quen với chồng nó, rồi tụi nó lấy nhau ở bên đó. Và nó sanh được một đứa con gái đầu lòng. Rồi khi mà nó tới rồi người ta cho định cư với chị tị nạn ở bên Mỹ, qua Mỹ vào năm 90. Thì qua một khi qua thì tại vì thật sự ở Việt Nam thì gia đình, hoàn cảnh gia đình rồi xã hội lúc bây giờ thì không được ưu đãi, cho nên cháu không được học hành nhiều như hôm qua. Thì chỉ làm những nghề vất vả tay chân thôi. Như thời gian đầu thì hai vợ chồng làm may. Rồi thời gian khi mà bắt đầu mà có bầu đứa thứ ba đó, lúc bây giờ chồng nó đã bỏ mẹ con nó. Và rồi từ đó là mẹ nó làm ăn rất vất vả, cực khổ. Nó hy sinh, nó quên cả thân mình đó. Nó chỉ biết lo cho con nó thôi. Và nó rất là hiền lành. Khách tới cỡ nào nó cũng chịu hết. Trước khi mà ngày cháu mất ấy, thì một người khách ấy, họ làm cho họ tới một giờ khuya. Tại cái tiệm của cháu bên này thì cứ 11 giờ nó mở cửa, tới 11 giờ khuya thì mới đóng cửa. Nhưng mà hôm lâu lâu khách hàng tới trễ cháu cũng vẫn tiếp như thường. Thì tính tình nó rất là hiền hòa, nó phục vụ hết mọi người. Bởi vậy nên thời gian cho nên nó cố gắng hết sức nó thì nó cũng lo cho được con nó. Thì hai đứa lớn thì cũng đã tốt nghiệp rồi và có gia đình rồi. Và cái đứa lớn thì nó có được hai đứa con. Rồi còn đứa nhỏ nhất thì bây giờ hiện đang đi ghé đây không? Hiện đang là học năm năm thứ ba, còn một mùa nữa thì xong năm thứ ba ở UC Berkeley. Và đó thì học ở đó thì cho dù có tiền bạc nhưng mà có học bổng, nhưng mẹ vẫn phải lo nhiều lắm, cho nên mẹ phải làm rất là vất vả lắm, thì phải để mà lo cho con học như vậy. Vâng, thưa bà có thể cho biết là khi chị ấy mới đặt chân đến Hoa Kỳ là chị ấy ở tiểu bang nào trước khi chị đến Las Vegas thưa bà? Ồ dạ thưa, mới đầu thì vợ chồng bồng bế nhau vào năm 90 đó, thì nó ở tiểu bang nào, tiểu bang lạnh nào thì rồi
rồi thì nó lạnh quá, nó chạy về tất xịt. Và tất xịt thì nó ở đâu được một năm ấy. Thì khí hậu nóng này này kia mà không có thân nhân bên đó. Thế là ở bên này thì có bác là anh của bố nó bên này, cho nên nó rời về California. Rồi từ cái lúc mà thằng chồng nó bỏ nó thì nó đổi nghề, nó không làm nghề may nữa và nó đi làm neo. Thì lúc bây giờ thời gian đầu thì mà nó sanh cái đứa út 2 tháng thì nó để cho tôi coi, tôi chồng coi 3 đứa cho nó. Thì nó đi làm neo, đi hết tiểu bang này qua tiểu bên kia, tiểu bang kia, chỗ nào mà có lương cao thì nó đi chỗ đó. Đi rồi thời gian sau con tôi gom góp thì cũng có lúc thì mở ở Michigan, có lúc thì mở tiệm về xong để gần nhất là Arizona, và vừa rời về Las Vegas này thì cũng cỡ 2017 vừa rồi thì đó. Vâng. Thì đó là này. Vâng, bà có thể cho biết là khi mà tất cả những phương tiện truyền thông nói về cái chết đau buồn của con bà liên quan đến việc là bà ấy chạy theo cái người khách hàng đã cà thẻ 35 đồng và không có trả tiền cho bà ấy, thì cho con gái của bà, có đúng như vậy hay không ạ? Dạ vâng, thì sự thật nó là như vậy, nó như thế này. Thì con tôi thì nó sở dĩ nó có thể nhiều người nói là sao ngu vậy mà có mấy chục sao mà như vậy để mà nó hại đến tính mạng như vậy, thì không ai biết được cái số phận hay là cái chuyện đó nó xảy ra như thế nào. Thì cái người mà khách đó thì là một cô người Mỹ trắng, mà chứ không phải là người da màu. Thì tôi không hiểu là con tôi nó có nghĩ tới những cái nguy hiểm không thì tôi không biết, hay là nó chỉ tiếc cái đồng tiền mà nó làm vất vả như vậy, nó cần phải lo cho gia đình, cho nên là nó tiếc thì nó theo như vậy. Và có thể nó nghĩ là cô ta sẽ không dám cáng lên con tôi như vậy, có thể con tôi nghĩ vậy, là 1-2 đứa, hoặc là tới phần số của con tôi rồi thì nó xảy ra sự cố như vậy. Thì tất cả dư luận truyền thông, người thì cảm thông, người thì không được cảm thông lắm, thì họ trách khi họ nói nhiều điều, cũng có người thì điều tốt, có điều thì không được tốt, thì mỗi người một cái nhân sinh quan, mỗi người một cái ý nghĩa, thì cái tư tưởng riêng thì khác nhau, thì dư luận mà có tốt có xấu thì tùy theo mỗi người. Vâng. Vâng, thưa bà, bà có thể cho biết là cụ thể là bác sĩ ngay lúc đó là khi mà con của bà bị đụng như vậy thì bao lâu thì xe cứu thương đến để mà cứu giúp nhưng mà không được hay không ạ? Dạ thưa, lúc bây giờ sự cố xảy ra thì cái người bạn của bạn trai đó thì người ta nó có chạy theo, thì nó níu cái xe cũng không được, nó níu thì đến lúc không được, con nói con cái người đó ngừng lại, họ không có ngừng, cho nên là con tôi đứng ở đó, đứng trước đó thì giơ tay cản thì nó tông luôn rồi con tôi, rồi con tôi sắp xuống rồi nó kéo lê con tôi đi một quãng. Và khi mà sự việc nó rất xảy ra rất là nhanh, tôi chạy ở trong tiệm, tôi chạy ra, tôi chưa kịp chạy tới được thì tôi thấy con tôi nằm sóng xoài ở đó rồi, và thì có kêu
kêu người, kêu tôi kêu là kêu 911 đi, tôi kêu thì đó cũng có người xung quanh đó, người ta cũng kêu cho dùng cho. Lúc bà tới, lúc bà tới gần chị Ngọc thì lúc đó chị Ngọc còn nói được với gì với bà hay không ạ? Dạ không, không bây giờ không nói được gì nữa. Ở lúc bây giờ con tôi nằm sắp xuống, tôi gọi, tôi gào lên, tôi gọi mà không nói được một điều gì hết. Mà con tôi lúc bây giờ nằm sắp, tôi cũng không nhìn thấy mà con tôi, nhưng mà tôi muốn, tôi chạm một con tôi muốn ôm vào tôi vào lòng, nhưng mà người chung quanh hiểu đừng đụng vào, cho nên là khi mà nhân viên cứu thương đấy đó thì mới họ mới lật con tôi lên rồi họ đưa lên, bỏ lên băng ca chở đi. Thì chở đi thì gia đình tôi xin được đi theo nhưng mà họ không cho, họ không cho. Thế cho nên là vội vàng thì cái người bạn trai của nó mới chở con út lên trước, thì người ta cho vào phòng cấp cứu, người ta cũng không cho vào nữa, thì nó ngồi nó chờ ở ngoài. Thì người ta mộ ta nói xấu đi, tại vì con tôi đã đặt tin đã ngừng đập trước khi vô nhà thương, là sự việc nó là như vậy. Vâng, cụ thể thì bà có biết được là khi mà bà chứng kiến trước mặt bà thì bà có nghĩ rằng là cái phần nào trên cơ thể của chị Ngọc là bị chấn thương nặng nhất hay không ạ? Dạ, thật ra thì nó cán rất là, nó cán từ dưới chân trở lên cái lưng rồi lên cái tới cái trên phần đầu, không cái lưng nó chảy ra, nhưng mà tôi không biết cái phần nào mà nó nhưng mà không bị nát hay không bị gì hết, nhưng mà máu tuôn xuống thì từ phần trên mặt tuôn chảy ra một vũng máu đầm đìa. Cái hình ảnh đó không bao giờ tôi quên được. Vâng, bà có biết được là những người khách hàng cũng như những người dân chung quanh của cái tiệm nail của chị Ngọc phản ứng ra sao và đau buồn như thế nào hay không ạ? Dạ vâng, họ rất là thương ạ. Họ đã đưa bông đến, họ đã đưa đèn cầy đến. Mấy ngày đầu thì gia đình tôi để một, thấy họ đưa đến như vậy, tôi mới để một cái bàn, và tôi để hình của con tôi ra để những ai họ yêu mến thì họ tới. Nhưng mà mấy hôm qua vài ngày đây thì ở bên Las Vegas này quá lạnh, gió lắm thì đổ hết bình bông, đổ hết này, cho nên gia đình tôi rời bàn thờ nó vào phía trong tiệm. Thì cho tới ngày hôm nay họ vẫn đưa tới bông tới tặng cho viếng cháu. Một người khách hàng đưa tới một thùng 6 chậu hoa lan. Họ rất là thương yêu cháu, họ chia sẻ, họ nói cháu hiền lắm, cháu dễ thương lắm. Vâng, thưa bà, còn về phía ba người con của chị Ngọc thì hiện tại các em tinh thần như thế nào ạ? Dạ. Dạ thương. Dạ vâng, cô cứ nói đi ạ. Vâng. Thì các cháu buồn lắm. Nhưng mà nó hụt hẫng lắm. Hai đứa kéo ngoại của nó vẽ hình lên, nó biết cái cảnh đó, và cái con lỡ cháu ngoại lớn của nó, đêm nó ngủ nó mà nó bị nai mệt, và cái con bé thì nó lúc nào nó cũng ôm cái hình mà cái
cái bằng neo của bà nó đó, treo nó lấy nó ôm, ôm suốt vậy. Thì thật sự thực tụi nó đau, nó nén trong lòng nó nhiều lắm. Và bây giờ nó rất là nhiều việc nó phải lo cho mẹ nó. Rồi con nhất, cái con út nhất là nó đau đớn nhất. Là tại vì lúc đó nó chứng kiến mẹ nó bị như vậy, nó gào thét lên và nó khóc trong nhà từ cho tới lúc. Và tới ban ngày thì nó nén, ban đêm thì nó nâng vắng mẹ rồi, nó nhớ đến mẹ nó. Cái hình ảnh nó đã đập vào trong mắt nó. Còn hai con chị lớn thì khi mẹ nó bị vậy từ ngày hôm sau nó mới bay ở Cali qua. Thì từ nào tới giờ cũng như mẹ nó vậy, mẹ nó thì cũng chỉ sống bố của mẹ nó, tức là ông ngoại nó mất từ sớm, cho nên là mẹ nó cũng chỉ sống với mẹ, và hoàn cảnh tụi nó cũng vậy nữa. Tuy có bố nhưng mà cũng như không, bố bỏ đi như vậy thì nó cũng chỉ biết có mẹ nó thôi, cho nên mẹ nó lo cho chúng nó hết tất cả mọi thứ. Vâng, như vậy thì bà có thể cho biết là có phải là chị Ngọc là người mà lo cho tất cả ba người con của mình ăn học thành tài cho đến ngày hôm nay không ạ? Dạ vâng ạ. Dạ vâng, đấy là cháu thì tôi, thời gian mà cháu mẹ nó đi làm xa thì chỉ có ngoại với thằng cậu thì lo cho các cháu đi học hành. Còn tất cả là mẹ nó lo hết, từ những đám cưới của các con nó, rồi mua xe mẹ nó cũng lo cho chúng nó đầy đủ hết. Đó là mình mẹ nó thôi. Dạ vâng thưa bà, có lẽ là cũng có nhiều người thắc mắc về cái điều này và nhiều báo đài đã nói, nhưng mà tiện thể đây thì muốn hỏi trực tiếp bà là vì bà là mẹ của chị Ngọc, thì không biết bà có thể cho biết là anh Sơn Trung là như thế nào với là nạn nhân chị Ngọc không ạ? Dạ thưa, Sơn Trung á là chỉ là bạn trai thôi ạ, chứ còn tôi chưa từng làm một giấy tờ hay là chưa từng kết hôn gì với cái anh này hết. Và anh ta tự nhận như vậy thôi nhé. Vâng, như vậy hiện tại có thể nói rằng là trước khi chị Ngọc bị cái tai nạn ngày 29 là chị ấy hiện tại đang là độc thân đúng không ạ? Vâng, còn tôi vẫn độc thân ạ. Vâng. Thì chị nó ly dị chồng nó từ thật ra là về sau này, lúc mà khi mà thời gian sau một thời gian thằng chồng đó có về xin ở lại, nhưng mà con tôi nó chịu, tại vì đã nó nói là đã phản bội nó rồi, đã cái lúc mẹ con nó khổ sở đã bỏ mẹ con nó đi, và cho tới nó chịu khó, nó vất vả, nó lo cho con nó có nơi ăn chốn ở, cho con nó được thành công rồi thì lại quay về như vậy, thì nó không có nó không có mất xem, nó không có muốn nữa, mà chính bản thân những đứa con của nó cũng không muốn như vậy. Vâng, thưa bà, cảm ơn bà rất nhiều, đã mặc dù trong lúc này biết là trong lòng bà rất là nhiều bão lòng cũng như đang rau bồn vì con gái bà vừa mất, nhưng cũng cho đài một cái cuộc phỏng vấn ngày hôm nay để cho tất cả những người đồng hương được biết cái câu chuyện này, và hy vọng rằng gia đình sẽ vượt qua cái nỗi buồn này để có thể tiếp tục làm việc cũng như là
sinh sống trong những ngày sắp tới ạ. Dạ vâng, tôi cũng xin chúc quý đại được mọi sự khang an thịnh vượng trong năm mới, và cũng cho tôi xin gửi lời cảm ơn tất cả mọi người Việt Nam cũng như là Mỹ và tất cả các sắc dân khác đã lưu tâm và donate cho gia đình chúng tôi từ tinh thần, nghĩa là support cho chúng tôi từ tinh thần tới vật chất. Thì nguyện xin Thiên Chúa ban nhớ lành cho tất cả những người đó. Dạ vâng, xin cảm ơn bà.